Theo chân cán bộ xã Tà Yên, huyện Đức Trọng đến thôn Bờ Ly An, qua tìm hiểu các hộ gia đình trong thôn, hầu hết đều có giếng tự đào. Bước vào cao điểm mùa khô, nên mực nước ở các giếng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, trên địa bàn thôn có 3 giếng khoan. Trong tổng số 8 giếng khoan của toàn xã, được nhà nước đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Hiện nay, tất cả các giếng đều vẫn hoạt động tốt và mực nước khá dồi dào, đảm bảo phục vụ đủ nước sinh hoạt cho các hộ gia đình và các trường học. Từ các giếng khoan này, người dân ở địa phương đã cùng san sẻ chở nước về dùng, không có tình trạng các cháu học sinh không có nước dùng, bà con không có nước uống. Thực tế cũng có một số hộ dùng chung giếng khoan gia đình, thì các hộ cùng chia sẻ với nhau về tiền điện, máy bơm nước hoặc chi phí sửa chữa nếu có. Đó là điều đương nhiên. Qua trao đổi, một số người dân ở đây cho biết. Nói chung là trong cái xóm này thì nước thì thoải mái, gia đình dùng dư, bà con đây vẫn ăn nước vẫn thoải mái. Tiền điện nói chung là bà con cũng ủng hộ để rồi trả cho nhà nước. Bà con ăn thì bà con vẫn đưa đi tiền điện cho. Tất cả bà con ở đây thì cũng dùng hết nước này từ đó, từ trước đến đây mình cũng cho lấy như vậy không. Mình thấy lấy tiền điện hay là mình lúc khi mà người ta nói là người nào nghèo thì mình cũng cho không đi lấy. Một khi hay là một căn, hai căn mình cũng cho không. Không chỉ ở thôn Bờ Ly An, ba thôn khác trên địa bàn xã là thôn Phú Cao, thôn Ta Krian và thôn Tà In. Các giếng khoan tập trung hiện vẫn còn nước, đủ phục vụ cho việc sinh hoạt của bà con. Điều này đã được lãnh đạo xã Tà In khẳng định. Hiện nay là toàn xã có 8 cái đang hoạt động tốt. Thì 8 cái giếng này thì nó rải rác trên bố trí cho nó đều trên khu dân cư. Thì chúng tôi đã chỉ đạo là tất cả các cái giếng này phục vụ cho dân 100%. Và toàn bộ các kinh phí này là được xã hỗ trợ từ cái nguồn dự phòng phí của địa phương, bà con tới lấy nước là không phải tốn tiền. Còn về những cái thông tin mà bảo là xã Tây In bà con phải đi mua nước để sử dụng là không đúng. Được biết trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả, san sẻ nguồn nước cả trong sinh hoạt và sản xuất, để cùng nhau vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Một số địa phương cũng đã áp dụng các giải pháp như hỗ trợ tiền điện, triển khai kế hoạch nạo vét các giếng đào, khoan thêm giếng nước tập trung, điều tiết nước trong các hồ đập để phục vụ cho sản xuất trong thời gian lâu dài. Có thể nói, thời tiết khô hạn đã và đang gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của một bộ phận người dân tại In là thực tế khách quan. Tuy nhiên, với sự vào cuộc cấp ủy chính quyền địa phương cũng như ý thức tốt của người dân trong việc chống hạn, thì những thiệt hại do hạn hán gây ra chưa đến mức nghiêm trọng như một vài phản ánh trong những ngày qua gây hoang mang trong cộng đồng. Tại thời điểm ghi hình của nhóm phóng viên thời sự, tình trạng xe ủi, máy xúc, xe tải cỡ lớn đã không còn. Tuy nhiên, hiện trạng của việc san ủi, múc đất đổ ra mép hồ để làm nông nghiệp, đổ đất ngăn hồ để làm đường đi, thậm chí có những diện tích hồ bị bồi lắng, giờ đây đã trở thành mảnh đất trồng rau màu tươi tốt của người dân vẫn còn hiện hữu.